Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở bên đường quyện lộ 35, ở trung tâm của Vĩnh Kim. Thì ở đây có một cái căn nhà trên mặt tiền đường lộ nhựa luôn đang bán, em quay cho anh chị mình xem nha. Thì ở đây là một cái vị trí rất là đắc địa nha anh chị. Nó sát bên chợ luôn, cách chợ Vĩnh Kim khoảng tầm chừng 200m thôi à. Rồi cách trường học Vĩnh Kim cũng khoảng tầm chừng 200m thôi. Rồi nói chung á, xung quanh đây nè, vừa gần nó là ngay cái trung tâm của chợ Vĩnh Kim luôn. Vừa gần chợ nè, hay gần trường học từ mầm non cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi trạm y tế, rồi bệnh viện đa khoa nữa. Nói chung là cái vị trí rất là đẹp nha anh chị. Thì cái ngôi nhà mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị á, cái này là bán đất tặng thêm một cái ngôi nhà bên trong nữa. Thì cái miếng đất của mình á, là bề ngang á, là 10m, bề dài á, là khoảng 40m nha. Sẽ trừ cái hành lang lộ á, là 8m. Bây giờ em sẽ đi vô quay cho anh chị mình xem ha. Thì cái này là cái khoảng sân ở ngoài trước nè anh chị. Đó. Rồi ở bên trong này á, thì hồi xưa á, chủ người ta cho thuê. Bây giờ thì hết cho thuê rồi. Anh chị mình mua về thì anh chị có thể xây nhà hoặc là mình dẫn cho thuê tiếp cũng được ha. Em sẽ đi vô bên trong cho anh chị mình xem. Nhà thì có giấy tờ, có sổ đầy đủ nha. Ở này thì chưa có hữu cư. Này. Cái này là cái không gian bên trong cái căn nhà của mình nè nha anh chị. Thì miếng đất của mình á, cái miếng đất của mình á là ngang 10m, dài là 40. Ở ngoài trước á thì mình có thể kinh doanh mua bán hoặc là cho thuê. Ở bên trong á thì là xây phòng để ở nha. Này. Nè anh chị. Chủ kêu giá giá miếng này á là giá là 5 tỷ 9 nha. Giá cả thì mình thương lượng nhẹ thôi. Đó. Bên trong phòng thì anh chị thấy cái phòng mà em tưởng nó nhỏ mà nhà nó cũng rộng ghê luôn anh chị. Cái này là bên phòng khách rồi nè. Đó. Rồi cái này là bên này là được hai phòng ngủ này nha. Chị né nha, em quay á nha. Cái này là bên trong một phòng nè anh chị. Đó, đồ nội thất là mình tặng lại hết à? À đem đi ha, vậy là mình bán nhà thôi nha anh chị. Đồ nội thất thì chủ người ta sẽ dọn đi. Một phòng thì khá là rộng luôn. Bên này em mở được không chị? Bên này à. Cái này là một phòng ngủ nha, bên này là phòng ngủ thứ hai nè. Đó. Anh chị xem. Đây. Nhà thì xây như là một phòng khách và hai phòng ngủ á. Đó. Rồi bây giờ em đi xuống ngoài sau nữa nha. Bên này là một phòng ngủ nữa hay chị? Bên này là thêm một phòng ngủ nữa nha. Nhà mình sẽ có 3 phòng ngủ lần. Còn ở đây á, là nhà bếp nè. Cái này là khu vực bếp nha. Còn nhà vệ sinh rồi nhà tắm là bên này. Nói chung là anh chị về là mình ở liền được luôn. Thì em xin nhắc lại nha. Miếng đất ở đây là mặt tiền lộ nhựa ở ngay trung tâm của Vĩnh Kim. Thì Vĩnh Kim là chuẩn bị lên thị trấn rồi. Đây là một cái vị trí rất là đắc địa và rất là đẹp. Thì đất với nhà của mình là mặt tiền lộ nhựa. Mặt tiền lộ nhựa thì ngang là 10m, dài là 40. Nhà mình thì chưa có hữu cư. Trừ hành lang lộ giới là 8m nha. Chủ nhà chốt giá luôn là 5 tỷ 9. Thì anh chị nào quan tâm miếng này thì alo cho em hay, em sẽ dẫn anh chị mình đi xem. Ở đây là gần chợ, sát bên chợ luôn anh chị ơi, rồi cũng sát bên trường học luôn. Ủa cái điện thoại em đâu rồi ta? Em đi ngoài kia rồi, để em ra ngoài kia em mở định vị cho anh chị mình xem. Đó. Rất là rộng. Có anh chị nào thắc mắc là tại sao giá nhà lại cao như vậy không anh chị? Tại vì ở đây là đã là ngay trung tâm rồi nha. Em sẽ đi ra ngoài em quay một vòng cho anh chị mình xem ha. Nhà mình sẽ nằm trên đường này nha anh chị.
rồi mình đi ra tí xíu á là sát bên là chợ trường học với chợ rồi. Quẹo qua bên này á là trường học nè, bên này thì chợ nè. Ở bên này là chợ nè, em sẽ vòng quanh một vòng cho anh chị mình xem thử nha. Mình là sát bên chợ luôn. Mở rộng đường nè.